Thank you.
mấy bà ơi, con ra nhà bà Hoa hôm nay nó ra. Mấy quả cái này là 2 ngàn.
Thank you.
Thank you.
làm nhà xong bắt đầu tao đi chơi bên cạnh.
nào Thank you.
Yeah.
Yeah.
Ăn cũng ngon đấy. Giống một cái nhà ăn được rồi bạn. Đi bộ ăn rồi. Có bộ ăn đâu rồi.
cắt cho nó mới mớ để con gà cứ đỏ con gà. Thank you.
lên. Thank you.
Thank you.
à, cũng chẳng. Thank you.
cắt miếng được hết. Không bằng được cái chỗ kia. Kia đất nó đẹp. Thế là gieo thì mới đến lúc có cây, thế là mới đánh ra dòng. Nay nó cứ cắt điện ấy suốt ngoài trại như thế này. Đem này lên để quảng cáo lên trên mạng.
Thank you.
có lắp nhiều một cân không mà này có lắp em mình có lắp nhiều một cân không mà này có lắp nhiều một thank you.
bán cái loại xoài mít này này. Chị ăn thử. Thank you.
Ha ha ha!